Xin chào các bạn, hôm nay công ty Thế Giới Bảo Mật sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng máy in ZT410 và ghép ra. Thì nó gồm hai bước, một là mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp cái mực, với thứ hai là đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn vệ sinh đầu in để có thể bảo quản được máy tốt hơn. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp dây mực. Bước thứ nhất, các bạn mở nắp máy lên. Thì mình đã chuẩn bị sẵn một cuộn giấy ở đây. Các bạn có thể thấy đây là cái trục gác giấy. Đây, mình sẽ bỏ giấy vào. Sau đó mình sẽ đẩy cái nút gài này vào sát vào trong. Sát vào với giấy. Các bạn nhớ đẩy sát vào nhé, để tránh giấy bị chảy. Thứ hai, ở đây các bạn có thể thấy đây là cái cần gạt của cụm đối. Các bạn bật lên. Sau đó mình luồn giấy qua. Đây các bạn chú ý nhé, mình luồn giấy qua. Qua cái khe màu đen này. Để sát vào bên trong. Các bạn nhớ để sát vào bên trong. Thêm một điều cần chú ý nữa, đó là cái cần gạt màu vàng này nó có thể di chuyển ra vào. Thì mình di chuyển sát vào với cái khổ tem. Mục đích của nó là tránh để tem của mình chảy ra chảy vào, làm cái bản in của mình bị lật. Các bạn nhớ để sát giấy vào bên trong. Như vậy là quá trình lắp giấy đã hoàn thành. Tiếp theo mình sẽ lắp mực. Đây là cuộn mực mình đã chuẩn bị. Trước khi lắp mực, bạn phải xác định được mặt mực của mình là mặt inside hoặc outside. Thì hiện tại là mặt mực của mình là mặt outside, mặt mực nằm ở phía bên ngoài. Thì mình sẽ lắp theo phía là mặt mực sẽ áp xuống mặt giấy, nằm như thế này. Đây là trục mực, thì các bạn đẩy vào. Rồi tiếp theo các bạn luồn qua cùng nối, luồn qua phía trên này. Đây các bạn chú ý điều nhé. Sau đó cuốn vào trục thu. Đây là trục thu của máy ZT410. Các bạn cuốn vào. Đây, cuốn vào 2-3 vòng. Hoặc là mình có thể lấy một miếng đề can, mình có thể dán vào để cố định nó. Nếu các bạn quên, các bạn có thể nhìn theo cái đường hướng dẫn của nó ở đây. Đây có đường hướng dẫn, có mũi tên và chiều hướng đi của giấy và mực. Lắp giấy mực xong, các bạn có thể đóng đầu in xuống. Mở nguồn máy lên. Thì máy nó sẽ tự động chạy giấy ra, hiệu giấy. Đây, giấy đã ra đúng giá. Đặt ra cho mình sẽ thể xem. Vậy là quá trình lắp giấy đã hoàn thành. Rồi tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn vệ sinh đầu in. Để vệ sinh đầu in thì đầu tiên các bạn nhớ là mình nên tắt nguồn máy đi. Mình tắt nguồn máy. Thứ hai đó là mình mở cần gạt đầu in lên. Mình có thể kéo mực qua một bên, tháo mực ra hoặc kéo mực qua một bên. Mình cuộn giấy lại phía sau. Rồi để vệ sinh đầu in thì các bạn cần những vật liệu sau. Thứ nhất đó là cồn 90 độ. Đây mình đã chuẩn bị một chai cồn 90 độ. Thứ hai đó là bông gòn. Thì mình sẽ tiến hành mình xé một ít bông gòn. Tẩm lên bông gòn một ít cồn. Lượng cồn vừa đủ. Tẩm lên bông gòn một lượng cồn vừa đủ. Để vệ sinh đúng cách, các bạn phải biết xác định vị trí của đầu in. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, đây là vị trí của đầu in, của cùng đầu in. Các bạn có thể thấy ở dưới này. Đây là thành phần rất là quan trọng của máy, quan trọng nhất của máy. Rồi, để vệ sinh thì cái cồn này mình vừa tẩm bông gòn, các bạn lau qua. Các bạn lưu ý là chỉ có lau qua một lần, không kéo qua kéo lại. Rồi mình sẽ lấy một cái ít bông gòn khác, tẩm cồn, lau tiếp. Lau tới lúc nào mà bông gòn mình trắng, nghĩa là nó không còn vết dơ, không còn bị dính bụi bẩn nữa. Rồi mình lấy một cái bông gòn khác, mình sẽ lau cái trục ruler. Đây là trục cao su, trục ruler màu trắng này, các bạn có thể nhìn thấy. Đây mình cũng vệ sinh lau cái trục này, mình có thể cuốn nó để lau. Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách vệ sinh máy cũng như lắp giấy mực đối với máy ZT410.
Nếu trong quá trình thực hiện các bạn có thắc mắc hay là vướng mắc không thể lắp đặt hoặc là sử dụng máy, các bạn có thể liên hệ với công ty Thế Giới Bảo Vật. Công ty Thế Giới Bảo Vật sẵn sàng hỗ trợ các bạn để mình có thể sử dụng máy tốt nhất. Xin cảm ơn.